Dạ, hùng tỷ phú xin gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị ở trong nước cũng như ngoài nước đã từng yêu mến ủng hộ cho hùng và theo dõi kênh YouTube bán đất nền Nha Trang của hùng. À, trong buổi review nhà đất của Nha Trang Khánh Hòa hôm nay, hùng sẽ làm một video. À, thứ nhất là review khu vực tổng quan xung quanh của cái lô đất của một người cô ở bên Mỹ. À, cô này là rất là thân thiết với hùng cũng hai năm nay rồi cổ đang ở bên tiểu bang là Florida của Mỹ và đây là lô đất có diện tích là 320 m của cô chiều ngang của nó là 10 m và bên trong hiện tại là đã trồng chuối cái lô này thì cổ mua từ hồi xưa hồi xưa xưa thiệt là xưa rồi lúc đó thì thời này khu này cũng như đang rất là hoang vu và giá đất thì chỉ đâu có mấy trăm ngàn một mét à không không phải mấy trăm ngàn mà một lô có đâu có bao nhiêu tiền đâu Ờ. đầu đó chắc cũng bảy tám triệu gì đó một lô gì đó thời đó đó người ta kẹt tiền thì có người ta bán cho cô thì đây là khu vực đường cầu cháy tôn phú nam ba xã duyên an trong này thì hùng thấy rằng dân cư đã phát triển và hình thành cũng những năm gần đây thôi và nhà cửa ở khu vực này bây giờ đã khang trang rồi thì xã Duyên An này á, vị trí cũng như là địa thế của nó thì gần với lại trung tâm Nha Trang của mình từ đây mà xuống trung tâm Nha Trang ngay tại đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp và khu đô thị Mỹ Gia gói 3, gói 4, gói 5 thì đâu đó khoảng hùng ước là tầm khoảng 5 km và từ trong khu này mà đi ra đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp thì chỉ có khoảng là 500m thôi hoặc là 1km không là quá xa đi giao thương giao thông cũng rất là ư là thuận tiện và giá nhà giá đất trong khu vực này thì đâu đó dao động từ 8 triệu cho đến 10 triệu 11 triệu tùy khu vực vị trí đắc địa hoặc là khu vực không đắc địa đây thì hùng thấy rằng dân cư ở trên này là nhà nào nhà đấy cũng có một cái lô đất ít nhất là cũng rộng đến gần mấy trăm mét á, à, có từ lâu đời rồi. Bây giờ thì trong này có rất là nhiều cây xanh và cuộc sống trong đây thì người dân thuộc là làng quê rất là yên bình và mát mẻ. Một lát nữa hùng sẽ quay tổng quan khu vực chi tiết xung quanh cho. Trước cái lô đất này thì có một cái siêu biệt thự nhà vườn rất là rộng và đẹp. À, đây cũng có từ lâu đời rồi ở trong cái vườn này nó đang trồng chôm chôm cũng như là trồng rất là nhiều cây trái khác nhau riêng cái vườn đất của bà cô bên Mỹ này là chỉ có trồng chuối thôi chuối này là người ta trồng lên xong mình chặt đi rồi nó lại mọc lên Đó, phía trước đây là một căn nhà có hai mặt tiền rất là đẹp hai mặt tiền này rất là đẹp nè Đó, người ta rào vào, dậu rồi lại nhà này có từ thời chắc thời giải phóng rồi đất rộng ở trong này trồng có một mười mấy cây chôm chôm một cái mùa chôm chôm hàng năm nó là trái ra rất là sai trái đó. nếu mà mình ở thành phố mà mình về mình thấy cái vườn như thế này thì mình rất là ao ước rằng là ước gì mình cũng có cái vườn mà hai mặt tiền đường mà có cây trái xung sướng như thế này đó. bên trong nó là cũng nhà cổ cổ và đối diện kề kề cái vườn đó là có một cái vườn như thế này này là một cái biệt thự đây cũng có thể nói là biệt, siêu biệt thự ờ, nhà vườn à, bây giờ hùng sẽ bay lùi lùi ra một xíu để mình nắm được cái tổng quan khu vực thôn phú hưng nam ba xã diên an này để mình à, rõ ràng à, đó, đây là đường gì đường cầu cháy của thôn phú hưng nam ba đó, đây là đường liên thôn à, con đường này nó chạy thẳng một mạch từ đầu đường đây đi thẳng lên tới cái đoạn là trường đường bà đề đúng không đường bà đề của xã diên an này đó, hướng này là hướng vào bên đường 23 tháng 10 còn bên này là qua bên này là đường vào bên trong khu đồ, khu dân cư phú nam ba này đó, bây giờ hùng sẽ bay lô lôi ra tới được đường võ nguyên giáp cho mình xem đó. trong này là vẫn còn dân cư thưa thớt và cánh đồng lúa bao la vắt ngát đó. nhưng mà hùng tin chắc rằng trong chỉ cần 10 năm nữa thôi là khu vực này phủ kín dân cư hết mà không còn đất rộng và đất trống như thế này đâu đó. giá nhà giá đất nó sẽ có một mặt bằng giá đất mới giới thiệu với cả nhà đây là gì đây là đường đại lộ võ nguyên giáp hướng chạy về trung tâm nha trang còn quay vào trong này là gì đó là khu thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Yên Khánh. Đó. Người dân đang sống lan tràn ở trong thôn An Ninh này. Hiện tại thì hai bên đường này là lúa không à. Bây giờ thì mình video này nó sẽ ghi hình rằng là ở khu vực này có rất là nhiều lúa. Và trong 10 năm nữa khi mà mở cái video này xem thì chúng ta sẽ thấy rằng Duyên An hiện tại của mình sau 10 năm nó đã một sự khác biệt vô cùng. Chắc chắn hai bên đường là nhà cao cửa rộng và người dân ở sang sát. Đó, niềm tin chắc chắn của Hùng là phải điều đó phải xảy ra. Bởi vì là hai bên đường võ Nguyên Giáp này nó giống như là khu vực quận 9 Sài Gòn của mình trong tương lai vậy. À, bây giờ Hùng sẽ bay từ đường đại lộ võ nguyên giáp đi vào lại trong khu thôn phú nam ba để mình review thêm về khu vực xung quanh đó, sẵn là cho cô Bạn cô cô hùng quen biết được quê hương của mình ở trên này hiện tại bây giờ nó đã thay đổi như thế nào rồi thì cô ở xe cũng mấy năm rồi là cô mắc bận biểu bên nước ngoài nên là không có về được nên là cô nhờ hùng gửi cho hùng một ít kinh phí để hùng làm review cái video này giúp cô à, giới thiệu đến nhà mình một siêu biệt thự nhà vườn siêu to khổng lồ rộng khoảng là năm 000 mét vuông nằm trong khu vực này đây là một khu nhà vườn người ta bố trí rất là đẹp à, bây giờ hùng sẽ bay vòng cung bay từ sau tới trước để mình thấy được cái nhà vườn này nha đó. đây là một cái nhà vườn có mặt tiền rộng hai mặt tiền chiều dài của nó đâu đó rơi vào khoảng 4 đến 50 mét hướng của Hùng đang bay lùi là hướng nhìn về phía là khu đường đại lộ võ nguyên giáp của mình cô chú xem video nếu thấy mà hữu ích thì hãy tặng hùng một like bên dưới video nhé đồng thời hùng xin nhận ký gửi nhà đất tại xã Diên An huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa và tất cả các vùng đất ở trên mọi miền à, khu vực Khánh Hòa cũng như là ngoài tỉnh đó hùng nhận làm video quảng cáo nhà đất cũng như là nhận quảng cáo làm video giới thiệu cho những cô chú mà ở xe có nhu cầu mong muốn là biết quê hương của mình hiện tại như thế nào đó đó thì hùng sẽ làm những video đó hùng cũng chỉ là làm lấy một ít phí nho nhỏ để mình trang trải cho công việc đi lại cũng như là làm video công sức thôi đó, bây giờ hùng sẽ giới thiệu đến nhà mình cái nhà vườn đó bắt đầu từ cái đoạn này bên trong họ thì trồng rất là nhiều cây trái à, cái nhà vườn này nó cũng là một nhà vườn hai mặt tiền đường và nó có cũng từ lâu đời rồi Đó, đây là một cái nhà vườn mà rất là đẹp bên trong Hiện tại thì Hùng chỉ không có thân quen những người trong này Nếu mà Hùng thân quen là Hùng sẽ xin đi vào bên trong Hùng review cho mình Bằng dưới mặt đất để mình thấy được cái nhà vườn đẹp như thế nào Ở Nha Trang này Hùng chưa thấy cái nhà vườn nào to đẹp như thế này đâu mà nó rất là thơ mộng và phong cảnh làng quê nữa, đó, làm khi mà bước vào trong này mình sẽ thấy là tâm an thân thân an tâm lạc, gợi nhớ lại phong cảnh quê hương làng quê ngày xưa á, đó. đó. Tới đây, đó. tới cái đoạn này là mặt tiền của cái hai cái nhà vườn này, đó, khu vực này là có hai cái nhà vườn siêu to, rộng hai mặt tiền đẹp lắm, đó, còn đây là nhà vườn có vườn trái cây đây. Đó, nhà vườn này thì chắc người ta đã chia cho con cháu hết rồi Chia đất ra cho con cháu mỗi người một miếng Chỉ là chưa có thể hiện phân lô rõ ràng thôi Đó, Bây giờ Hùng sẽ tua lại cái lô đất của bà cô bên tiểu bang Florida của Mỹ Cho cô nhìn thêm một tí nữa Rồi Hùng sẽ bay một vòng từ lô đất này đi ra đường đại lộ Võ Nguyên Giáp Vòng một vòng cung để cho mình xem được khu vực này có cái gì nha sắp tới trong tương lai nếu có thể hùng sẽ làm một đoạn video từ từ trung tâm nha trang bay về trên diên khánh nó về tới quê hương của hùng luôn cho mình nắm được toàn cảnh xung quanh và hùng sẽ lưu giữ những video này đến khi mà trong 10 năm sau chúng ta sẽ nhìn từ video này hiện tại so sánh với tương lai là nó đã thay đổi những gì và À, bây giờ Hùng sẽ bay một vòng nữa để review thêm lại cái vườn này cho mình coi. À, trong đây là cái nhà vườn này có vườn câu nè. Mặt tiền nó rộng khoảng vườn mấy mét. À, để Hùng đi lùi lùi lại cho mình thấy nó rõ hơn. Có cây câu bóng dừa. Nhà mái xưa. Có cây trái. Trong này là người ta có thuê nhà vườn thuê người muốn trồng rau trồng cỏ rồi nha nhưng... cô chú họ có thuê người làm vườn bài bản lắm đó. Đó. có người làm trong cái căn nhà này nè rất là rộng đi ra tới đằng sau ngay chỗ cái mấy cây dừa đây đó tới cái đoạn đây là kết thúc nè đây là đi qua cái giường của người khác rồi ở đây còn trống rất là nhiều nếu mà mình có cơ hội mình uh, có tiền mình lên sở hữu trên đây với diện tích đất rộng chỉ sau 10 năm nữa chắc chắn giá nhà giá đất khu vực này nó sẽ tăng từ 10 triệu lên 30 triệu nhưng mà phải là diện tích rộng thì cơ hội mình thắng lớn nó sẽ nhiều bởi vì sao bởi vì nha trang bây giờ nó cũng đã chặt đất rồi đất chặt người đông người ta không có ở nữa ở trên đó nó cảm thấy nó chật chội là người ta sẽ di dân và giá nhà đó cũng đã cao quá cao thì người ta cũng không có thể nào mà người một người bình thường người ta cũng không thể nào mà với tới được những cái lô đất như vậy những căn nhà ở như trung tâm nha trang như vậy nên là người ta sẽ di dân lên trên đây thì chắc chắn khi mà đông dân thì giá nhà giá đất nó sẽ khác à, bây giờ ông sẽ bay từ đường cầu cháy nè bay lên trên cái đoạn này thì bà cô đã ở bên Mỹ Florida này á, bạn cũng còn một cái lô đất ngay tại vị trí này nữa này. Đó, lô đất này là sau này trong sổ của lô đất này nó đã có một con đường rất là rộng lớn và vị trí gần đây nó có một cái vòng xây, vòng xây trong quy hoạch. đây là cái lô đất trong khu vực của cô rộng khoảng 400 m vuông sao á. đây là khu vực lô đất của cô đó. Đó, lô đất này cũng có vòng cung đẹp ha con đường này chạy ra là tới trạm y tế xã diên an này. những lô đất này có mua khoảng mười mấy hai mươi năm rồi đến nay thì cũng quá lâu rồi giá nhà giá đất nó đã tăng từ hồi đó một lô có, có mấy chục triệu mấy mấy chục triệu thôi mà bây giờ đã tăng mười mấy hai mươi lần để cho rõ hơn thì Hùng sẽ bay lui thêm một lần nữa để cho cô mình đã coi cho kỹ hơn à, lô này nó có cái vòng cung chỗ này mà trồng dừa thì y bài luôn trên đây vẫn còn những lô đất ruộng nhiều nè. đó người ta hay mua đất ruộng trên Duyên An bởi vì Duyên An là sau này quy hoạch là cũng có thể là thành phố như Ít Trang hiện tại bây giờ đã là đô thị loại 4 rồi bây giờ ông sẽ bay từ lô đất này đi ra tới đường đại lộ võ nguyên giáp Ở trong này là đường liên thôn Đường này là đường ô tô tại Ô tô 4 chỗ Có thể ní nhau thoải mái Giới thiệu nhà mình Đây là trạm y tế xã Duyên An Đó. Dân cư đã về trên đây Ở cũng tương đối là đông rồi nè Trạm y tế ngay tại đây Ngày xưa khu vực này rất là hoang vu Và hoang vắng Còn bên đây là cái lô đất này là lô đất Để làm công viên cho xã Duyên An này À, phía trước chúng ta là con đường à, 3D Giới thiệu nhà mình đây là đường 3D Và đây là trường trung học à, cơ sở Tên là gì hùng quên mất rồi Đó, Đi từ cái đoạn này đi ra khoảng 200m là mình ra tới đường à, Đại lộ Võ Nguyên Giáp Đó, Đây là đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp đây Phía trước chúng ta Và qua bên Đại lộ Võ Nguyên Giáp bên kia là thôn... À, An Ninh, xã Diên An. Bên này là thôn Phú Ân Nam một, Phú Ân Nam 2 Phú Ân Nam 3 Phú Ân Nam bốn. Đây là đường đi vào trong thôn An Ninh, xã Diên An và đây ngay tại đây là cái nhà màu xanh này là cây xăng cường tâm. Chạy từ đây khoảng 5 km xuống dưới ngay tại Mỹ Gia là đã tới trung tâm Nha Trang rồi. Con đường này là một con đường mà rất là tiềm năng trong tương lai của nha trang khánh hòa Đó, bây giờ là tỉnh của mình đã tập trung phát triển quy hoạch à, phát triển về phía tây nha trang để cho thành phố nha trang trở nên giảm tải bớt à, gánh nặng là đường xé tắt nghẽn cũng như là giao thông nó tắt nghẽn và nhà cửa nó bớt hơn có thêm nhiều cây cối trong xanh và mát mẻ hơn đỡ không khí ô nhiễm môi trường khói bụi hơn nên là phải phát triển về phía tây nha trang nhưng mà hai cái xã mà được hưởng lợi nhiều nhất thì do người dân di dân lên trên đây đó là xã diên an và xã diên toàn đó hai cái xã này nó sẽ ven nha trang này bởi vì diên an nó gần kề với lại là xã vĩnh trung nha trang nè bây giờ hùng sẽ bay lại đi vào bên trong cái lô đất này trong cái khu dân cư này để mình nhớ, hùng giới thiệu đến nhà mình cái khu vực này tiếp tục một tí nữa à, nếu cô chú nào có nhu cầu muốn uh, hùng làm video và giới thiệu khu vực mình đang sống ở ngày xưa cô chú nào ở nước ngoài mà có nhu cầu muốn hùng làm video thì hãy liên hệ hùng nha hùng sẽ làm cho mình những video để mình review cái khu vực xung quanh mình sống ngày xưa mà bây giờ có để mình phân biệt được cái sự phát triển cũng như là sự thay đổi của mình mà do lâu rồi mình chưa có về quê lại á